thì đi kiểm tra một số quận huyện mới nhận thấy được rằng cái điều kiện cũng còn nhiều khó khăn, là đặc biệt là các cái quận mà có dân cư phát triển, tăng dân số, cơ học nhanh, thì cái việc mà đảm bảo học hai buổi ngày cho học sinh lớp 1 năm học 2020-21 cũng là một thử thách, một là cái khó khăn cho các cái quận huyện. Về mặt giáo viên thì chúng tôi cũng đã chủ động bồi dưỡng giáo viên trực tuyến, và trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã thực hiện cái quy định chọn sách giáo khoa và tập huấn với sách giáo khoa. Đến giờ này thì cái điều kiện để giảng dạy lớp 1 ở thành phố đã rất là sẵn sàng. Mặc dù còn những khó khăn như nêu trên, nhưng mà đó cũng là một cái nhỏ thôi. Cái kế hoạch thì nếu không hai buổi ngày, chúng ta cũng đã có những cái định dự kiến thực hiện ở các lớp này. Các lớp không được hai buổi ngày thì chúng ta tăng cường thêm cái buổi thứ 6, buổi các hoạt động khác ngày vào ngày thứ 7, để đảm bảo được rằng các em sinh ngoài cái việc học đầy đủ chương trình phổ thông mới, thì các em còn đủ cái thời gian, có thời gian tham gia các hoạt động trải nghiệm để phát triển cái năng lực phẩm chất theo cái định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì hiện nay cái khâu bồi dưỡng giáo viên thì thành phố cũng đã rất là đầu tư. Hơn 5.000 giáo viên chuẩn bị dạy lớp 1 năm học 2020-21 đã tổ chức tập huấn từ hồi tháng 2 năm 2020 đến cuối hè. Trong cái tình hình dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã linh động phối hợp với tập đoàn viễn thông Viettel tổ chức tập huấn trực tuyến, và sau đó là tổ chức trực tiếp một số cái giáo viên cốt cán với lại giáo viên dạy học lớp 1 để đảm bảo được cái tinh thần cái chương trình tổng thể cũng như là chương trình lớp 1 được thầy cô giáo nghiên cứu sâu, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ theo cái tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình lần này đặc biệt là chú ý đến cái việc mà không có áp đặt, tức là việc mà chỗ giáo viên được chủ động thực hiện các cái nội dung dạy học trong các cái giờ học của mình phù hợp với lại đối tượng học sinh ở trong lớp. Điều đó là quan trọng để các em học sinh tiếp thu được đầy đủ cái nội dung dạy học và nó phù hợp với năng lực của từng em. Đó là cái việc mà dạy học mà cá thể hóa hướng đến cái việc tiếp cận chương trình của từng học sinh. Cán bộ quản lý cũng được bồi dưỡng tập huấn. Tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn được bồi dưỡng tập huấn theo các cái mô đun của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta cũng triển khai bồi dưỡng cốt cán, rồi từ lực lượng cốt cán đó tổ chức bồi dưỡng lại cho tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên ở trong các đơn vị trường học. Đó là cái quá trình chuẩn bị của chúng ta đến giờ này thì cơ bản đã hoàn thành. Còn việc chọn sách giáo khoa cho lớp 1 thì chúng ta cũng đã thể hiện cái đầy đủ thông tư 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo, tức là giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục. Ở đây là hiệu trưởng các cái trường tiểu học cùng với lại cái thành phần để rất là dân chủ lựa chọn. Thì cái kết quả lựa chọn như các bạn biết rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh có đủ cả 5 cái bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Và sách tiếng Anh thì cũng đang tiến hành lựa chọn để mà tập huấn đa dạng. Điều đó là thể hiện cái sự dân chủ trong việc dạy học, trong việc lựa chọn sách giáo khoa để dạy học. Tuy nhiên sách giáo khoa cũng là một cái tài liệu quan trọng để tham khảo để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài các sách giáo khoa thì thầy cô còn được quyền nghiên cứu, lựa chọn các cái tài liệu phù hợp để bổ sung cho kế hoạch dạy học cá nhân của mình. Trong đó là cái việc mà nghiên cứu các sách giáo khoa khác nhau đã được thẩm định phê duyệt của Bộ Giáo dục Đào tạo, cũng như các cái tài liệu dạy học phù hợp để hình thành cái giáo dục cá nhân, kế hoạch giảng dạy để làm sao cho cái quá trình giảng dạy của các thầy cô giáo là tốt nhất. Sở luôn khuyến khích cái việc sáng tạo chủ động của thầy cô giáo ở các trường, các cái đơn vị để chúng ta có được một cái kế hoạch cá nhân tốt nhất, phù hợp nhất với lại cái đội ngũ thầy cô giáo, thầy đội ngũ giáo viên học sinh. Tuy nhiên kế hoạch cá nhân của giáo viên là hàng năm, tức là người ta soạn hàng năm, thì có thể thay đổi, có thể lựa chọn hình thức, có thể là chọn nội dung để cho nó phù hợp với cái đối tượng học sinh mà chúng ta thầy cô giáo đã giảng dạy. Việc thiếu giáo viên một số bộ môn nhạc, họa, thể dục, đây là năm nào chúng ta cũng nói, và chúng ta đã làm việc với các cái trường đại học đào tạo giáo viên là tăng cái chỉ tiêu đào tạo này lên và bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng cái giáo viên để đảm bảo được cái yêu cầu cái chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên là cái số môn học, cái số giờ dạy, cái áp lực của các cái bộ môn dạy ngoại ngữ, tin học, dạy thể nhạc, họa, thể dục thì cái nguồn nó vẫn luôn luôn thiếu. Hiện nay thì sở cũng đã mở rộng cái nguồn tuyển giáo viên. Ngoài các trước đây thì chúng ta chỉ tuyển giáo viên có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay 2 năm nay thì chúng ta đã tạo điều kiện cho các giáo viên, các
sinh viên tốt nghiệp đại học ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đều được tham gia tuyển dụng giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.